Cái về nha. Bây giờ mình đi về nha mọi người. Dẫn gương về, nãy giờ bỏ gương ở trên cái bàn không thể nào mà đi xuống được. Về ra mắt ra mắt cha mẹ hay sao Nghiệp? Ừ, về ra mắt luôn. Ra mắt luôn. Chịu sao cười? Hạnh phúc không? Hôm nay hạnh phúc không? Quá hạnh phúc luôn. À, người cũng khờ. Dạ. Là mẹ em khờ. Dạ. Ba em là bình thường. Ba em bị khuyết tật bẩm sinh. Là giống như em luôn. Em đã bẩm sinh, người ta cao quá, người ta phàn nàn, người ta nói em không đi làm gì được. Thì bây giờ em không có lấy chồng. Với cô gì chứ bác không cho em đi lấy chồng, ở vậy độc thân. Trời với ơi. Ba mẹ. Người ta sợ cao quá thì người ta lừa gạt. Còn lùn quá thì về giờ mới bóp đẻ cho giống y chang cái gen của ba nó. Hai tấc không? Gần hai tấc. Gần hai tấc ha. Cái ngón tay. Ngón tay của em à? Mềm lắm. Mềm ha. Mềm mịn. Con gái tật con gái à. Thằng gái anh ơi anh gọi đi. 27 tuổi sưng xanh đó. Mà anh vô anh sợ anh mó đó. Ở đó giờ có ai mà sợ giống vậy không? Dạ anh Thú rồi. Thằng này dạ. chú. Dạ dạ dạ. Lời nói đầu tiên cho anh em xin gửi lời chào đến quý ông bà của chú anh chị. Trước màn hình quý ông bà của anh chị đây là một cô gái mới có 27 tuổi, nhưng mà cái gọi là cái điều giống như là nó hơi giống hơi về cái thể hình mình ha. Đây là bé Kim Cương. Anh mấy anh chào Kim Cương nha. Chào các anh. Nghe tên rất giàu đó, Kim Cương ha. Dạ. Kim Cương ơi. Dạ. Kim Cương cao mét mấy Kim Cương? Dạ mét mốt. Mét mốt ha. Dạ. À, năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay em 27 tuổi. 27 tuổi. Dạ. Cái ba mẹ em á người là người bình thường không? Dạ người cũng khờ. Dạ. Là mẹ em khờ. Dạ. Ba em là bình thường. Ba em bị khuyết tật bẩm sinh. Là giống như em luôn hả? Dạ. Thì bây giờ em là cái mét mốt đúng không? Dạ. Công việc hàng ngày mình có làm gì không Kim Dạ, cương? Em nhổ tóc bạc. Nhổ tóc bạc? Dạ. Rồi ngồi ghế hay nằm dạ, dưới đất? Dạ, người ta nằm võng mình ngồi dưới đất. À, vậy ha? Dạ. Chứ hỏi cái ghế là sao người ta dạ. nằm em nhổ được? Dạ. Và mình nhổ như vậy là một ngày thu nhập mình nhiều không? Dạ, ba ngày được 100 anh. Ba ngày 100? Dạ. Còn ba mẹ em là đi dân lưới hả? Dạ. Hồi đó giờ anh hỏi thiệt nè, hồi đó giờ có người yêu chưa? Dạ chưa. Chưa luôn? Dạ. Trời ơi. Có yêu thầm ai chưa? Dạ chưa. Chưa luôn? Dạ chưa. Có bao giờ em nghĩ tới chuyện đó không Kim Cương? Dạ em chưa có nghĩ tới. Vì sao mà em chưa nghĩ tới chuyện đó trong khi em... Dạ em đã bẩm sinh, người ta cao quá, người ta phàn nàn, bà nói em không đi làm gì được. Thì bây giờ em không có lấy chồng. Với cô gì chứ bác không cho em đi lấy chồng, ở vậy độc thân. Trời với ba mẹ. Lỡ khi có người nào đó thương mình rồi mình thương rồi sao mà nói được cái câu đó. Có dạ. duyên là tất nhiên là cái gì cũng vậy hết. Mình có những cái mặt hạn chế, nhưng thực chất rằng cái người mà mình chọn thì nó cũng tương đương với mình, thì cái điều đó là điều bình thường chứ dạ. em. Mình đừng có suy nghĩ rằng với mình sẽ không lấy chồng ha. Người ta sợ cao á thì người ta lừa gạt. Còn lùn quá thì về giờ mới bóp đẻ cho giống y chang cái gen của ba nó. Dạ. Giống mẹ chứ nha. Giống ba. Không, bây giờ em có chồng nè. Em có chồng thì đẻ ra giống ba nó cao thì giống cao chứ. Người ta nói giống bên nội. À, giống bên ngoại. Giống bên nội nhiều hơn giống bên ngoại. Không, ý là em á, em bây giờ dạ. em có chồng là ta sẽ nói bên ngoại. Dạ. À, nếu một người cao một mét mét chín giống như anh Phan Nghiệp tại đây, em có chấp nhận không? Người ta đến với em thật lòng. Em có chấp nhận không? Dạ, chấp nhận. Chấp nhận luôn? Dạ. Ừ. Rồi, hai người như vậy là vậy sao đi ta? À, sao không được? Ghế không được nữa. Em có coi phim Hàn Quốc không? Dạ không. Không, em chưa coi phim Hàn Quốc luôn hả? Thì là mỗi lần hôn cái ẩm lên. Thật ra thì anh thấy nhiều, nhưng mà em cao đúng 1m1 luôn. Dạ. Là ngồi cái ghế là cái chân chưa đụng đất luôn, khoảng mà 2 tấc nữa mới đụng đất. Ừ. Thì công việc hàng ngày là ba mẹ em đi bắt cá về cho em đi chợ em bán hả? Dạ, ra chợ cầu đôi em bán. Rồi ví dụ mà 4-5 kg là bỏ vô thao xong mình. Dạ không, bán đi. Từ lần ví dụ 20 kg bỏ vô cái thao nhỏ dinh với 5-60 kg không có. Làm khi là vô rừng là bị mất bung mất đồ, người ta lấy ghe chậm rồi.
cũng có. Không có nghĩa là ba mẹ em đi bắt cá đúng không? Dạ. Cho em đi ra chợ ngồi bán. Dạ. Thì một ngày ba thu nhập đó là khoảng được ba mẹ đi bắt về nó khoảng được 2-3 kg cá không? Dạ, không chừng tầm ký với mấy nửa lại. Sao mình bỏ vô cái thao xong mình khiêng đi ra chợ mình bán? Dạ, mình bán dạo vòng vòng khu này, nếu như không hết thì ra chợ, tới đâu hay tới đó. Dạ. Thì gia đình hiện tại giờ là hiện tại có ba người, ba mẹ. Dạ. Em, vợ em, còn dạ, những người em hoặc là mấy người anh thì mấy người anh đi làm xa, làm có cuộc sống riêng ha. Dạ. Mấy người anh cũng đang khổ cho nên là cũng không có thể nào mà giúp cho gia đình mình. Dạ. Nhiều. Thì em có đi ví dụ bây giờ ngoài cái nghề nhỏ tóc ra giờ em đi bán vé số đi. Dạ, em không có tiền để làm vốn. Không có tiền để bán vé số luôn. Dạ. Ví dụ 100-200 ngàn đó mình cũng lấy được vài chục tờ mình đi bán. Dạ, rồi với phần không có xe đi lấy giấy số, với phần người ta lừa gạt nhiều. Em sợ bây giờ đi bán giấy số là không có trả lại được nha. Không. Dạ. Trả được không hết là mình ôm luôn á. Dạ. Bây giờ là bán giấy số cũng căng lắm á. Dạ. Với hai cương là không có đi xa được. Dạ, với em không biết tính toán vụ tiền bạc, tiền lớn thì em không biết, thì từ 1 ngàn cho đến 50 ngàn thì em biết, còn từ 500 ngàn thì em không biết. Mà anh hỏi em nè, lúc trước là anh nghe em nói là học đến lớp 4 đúng không? Dạ. Lớp 4 mà sao mà số tiền nó không biết là dạ, sao? Dạ, em bị bệnh khuyết tật, em lúc nhớ lúc không, mà lúc em không biết tính tiền. Biết làm phép cộng nhân chị trừ không? Dạ không. Ồ, học lớp 4 mà không biết nha, cộng nhân chị trừ ta? Dạ. Lúc nhớ lúc không. Có nghĩa là học cho có vậy hay sao? Dạ. Ngày xưa học giỏi không? Dạ cũng hay đỡ. Hơi đỡ mà không biết. Dạ. Với gia đình nghèo quá không có tiền ăn học tới nơi tới chốn như bao như bạn bè như ngày xưa. Và nếu mà anh em ta đăng tải lên thì có, nếu mà hữu duyên á. Dạ. Thì một người nào đó thì hỗ trợ cho em. Dạ. Theo anh nghĩ có thể là em sẽ đi bán giấy số, nó cuộc sống. Dạ. Nó sẽ ổn định hơn. Dạ. Ví dụ mà mình có một chiếc xe lăn á, xe. Dạ. Lăn mà kiểu mà bằng điện á. Dạ. Đó, có thể là hỗ trợ nếu mà có duyên nha, ai. Dạ. Hỗ trợ thì sẽ hỗ trợ cái đó, thì em sẽ bán dài một ngày bán dụ 100-200 tờ giấy số. Dạ. Cũng được. Chứ mà nhỏ tóc bạc đó khi 3-4 ngày, anh nghe em nói. Dạ. Là 3-4 ngày gì đó là em thu nhập 3, chỉ có 100 ngàn. 3 ngày mới được 100 ngàn. Và trong chi phí người phụ nữ nữa, rồi ăn uống rồi có. Dạ. Sức kem đánh phấn nữa chứ đúng. Dạ, không? Không, em không có khả năng sức kem đánh phấn như người ta. Đó giờ có sức kem ở trong. Dạ không? Không. Dạ nhà em nghèo, em có tiền thì em không đủ ăn. Chứ anh đâu thấy em giàu nghèo đâu, anh thấy em tên của em là rất là giàu nè. Trời gỡ đó bông, em thấy kim cương đính vô đó rất là nhiều luôn nè. Trời ơi, bông giả. Em bao nhiêu ký? Dạ em 37 ký. 37 carat luôn. Dạ. Kim cương 37 carat luôn. Dữ dằn. Dạ. Để quay xa ra cho nè. Giờ cái công việc nhỏ tóc bạc của em thường xuyên không? Dạ lâu lâu, tuần lễ thì nửa tháng tháng. Có khi nào mà người ta ngủ quên nó cái em nhỏ một hồi cái thức dậy cái không còn cầm tóc nào? Dạ không có vụ đó. Có vụ đó người ta đánh cho em chết. Dạ. Người ta không trả tiền cho em nữa. Dạ. Dạ. Người ta kêu có tóc bạc thì tóc có bạc thì nhổ thôi. Dạ tóc bạc nhổ. Ừ. Hoặc là tóc ngứa. Cho người ta ngủ chừng nào tới chiều người lỡ, ta tới về. Bạc hết nguyên đầu rồi sao? Dạ nhổ. Cái đó chiều. Cái đó nhổ tóc đen là. Dạ. À. Dạ không phải nhổ. Cái đó lại không nhổ. Cái nhiều đầu quá. Nguyên đầu thì kiếm tóc đen mà nhổ. Dạ không có. Cái đó em không có nhổ vậy. Dạ. Có tóc bạc nhỏ thì em nhổ, tóc như tóc con rồi á, bạc mới lên á là em nhổ. Còn tóc bạc nhiều quá thì người ta nhộm. Có thể người ta nhộm. Cái tay của em anh thấy nhỏ quá vậy. Dạ. Được không? Dạ được, nhổ bằng nhíp. Nhổ bằng nhíp. Dạ. Tay không nhổ được không? Dạ không. Em phải trả lời như vậy nè. Anh hỏi em câu đó em phải trả lời là anh thử đi em nhổ được không? Em phải trả lời như vậy luôn. Dạ. Yeah. Không mà mình tiếp xúc rất là nhiều người hay, nhưng mà kim cương nói chuyện có duyên và lanh lẹ. Dễ thương. Ừ. Cái này đăng lên chắc nhiều anh gọi điện tới lắm đây. Ừ. Không mà anh hỏi thiệt nè. Em về em hỏi cô dì chú bác đó, hỏi ví dụ như mà có ai chịu con rồi cô chú có chịu không? Dạ. Đó, ý là nói vậy đó. Ừ, chìm hỏi đi. Mình phải. Dạ. Hỏi trước chứ. Phải không? Cái đó thì nếu như được thì cô dì
nếu như người nào mà không đàng hoàng á, như là này kia nọ đều á, thì cô gì chú bác thì không có cưới. Ừ. Nếu như mà thì giống y chang em á thì người ta sẽ đồng ý để cho em có cuộc sống dạ. Là giống như mọi người khác. Dạ. Anh cũng hiểu suy nghĩ của em chứ, tại vì mình cũng có những cái mặt hạn chế về hình thể. Dạ. Thì mình luôn có những cái sự đề phòng, đó là cái điều đúng. Dạ. Ha. Giờ người ta lừa gạt thì nhiều, với người ta lừa dối mình cũng nhiều. Đúng rồi. Dạ. Thì anh thì tụi anh á thì thật sự thì nói thì nãy giờ nói đùa nói chơi với em để cho em vui giải trí thôi. Thì tụi anh tới đây để chia sẻ cái hình ảnh của em và gia đình. Ví dụ như có ai hỗ trợ thì tụi anh giúp. Dạ. Còn mà chuyện mà hôn nhân thì duyên thôi, vui vui. Ví dụ duyên thì các anh làm mai. Làm mai lỡ khi không được sau này mất uy tín, chẳng hà là cái hữu duyên mình tự tìm ra nó sẽ hay hơn. Dạ. Và anh nghĩ rằng trước mắt là trong cuộc sống mình còn đang có những cái khó khăn á, thì anh nghĩ rằng mình cũng nên tập trung vào cái công việc nhiều hơn. Dạ. Ví dụ bây giờ nhổ tóc bạc thì nó bấp bênh lắm rồi. Dạ. Anh thì theo cái hướng của anh á, nếu mà có thể được, mà tại vì em cũng chưa có những cái phương tiện mà đi bán vé số. Dạ. Nếu mà anh cảm thấy rằng nếu mà ngày bản thân em bán 100 tờ là khỏe. Dạ. Dạ anh được. Kiếm ra 100.000 tháng cũng được 3 triệu cũng đủ phụ giúp cha giúp mẹ rồi. Mình có đảm bảo sức khỏe ổn định không? Dạ cũng tháng một tuần là bệnh đủ một tuần. Bệnh gì? Dạ cảm sốt khi em bị thần kinh. Bị thần kinh đó ha. Dạ. Cái số tiền á thì trị bệnh nó là nhiều không em? Dạ, nhầm khi đi ra ngoài thì ngày đó thì 300, tương đương là 300. Tháng 300 ngàn. Dạ. Thôi thì anh chỉ quay anh chia sẻ những cái vấn đề của em hiện tại thôi ha. Dạ. Cũng cầu mong rằng mình sẽ có hữu duyên rồi có cũng có ai hỗ trợ cho mình được. Dạ. Không? Nhưng mà anh nói trước nha, thí dụ mà mình cứ quan niệm như thế này nè, mình chỉ cần có cần câu thôi. Dạ. Là bắt đầu mình sẽ cố gắng mình làm, biết đâu là con người mà ai nói trước được chuyện gì đâu. Dạ. Biết đâu rằng em bán vé số em cảm thấy cái hợp cái sức khỏe của mình với công việc của mình rồi sao. Dạ. Rồi anh xin phép chào em nha. Dạ em chào các anh. Ví dụ như mà có cái anh Việt Kiều Mỹ nào muốn về ước em là thì sao, đi Mỹ không? Chắc cái đó để em suy nghĩ. Xa mẹ không được. Đi máy bay. Xa ba mẹ không được. Thì rước ba mẹ luôn. Chịu không? Trời, lỡ mà rước qua Mỹ rồi, trời, ai đâu nhỏ tóc bạc. Qua bển Mỹ đâu có nhỏ tóc bạc. Ở bển người ta nhỏ tóc bạc, làm neo quá anh, nhiều tiền lắm á. Ở bển là nhỏ tóc bạc, tiếng hồ là 100 đô đó. Dạ. Em biết 100 đô không? Dạ không. Không biết luôn. Dạ không. Từ trước tới giờ mà em anh hỏi nè, từ trước tới giờ có khi là mình cầm được cái đồng tiền lớn nhất trong cuộc đời của mình? Dạ không. Khoảng em cầm chỉ 500 ngàn thôi. 500 ngàn là lớn nhất rồi đó hả? Dạ. Là người ta cho hay sao? Dạ, nhà nước cung cấp hàng tháng. À, lương hả? Dạ. Cũng chi phí lo tiền thuốc thang, khi ba mẹ có hậu sự gì thì em lấy cái 500 ngàn đó, em mua thuốc thang cho mẹ. Là một mình em có, ba em có không? Dạ không, ba em không có. Chỉ có mình em có là tháng 500 ngàn thôi. Dạ. Dạ, chi phí giày dép rồi nói chung là từ lưa hết trơn. Dạ các thứ. Giờ tiền điện, tiền nước, tiền gạo. Nói em đi bán phụ cá ai đó là được nhiêu tiền? Dạ ngày được khi 300 ngàn thì đủ này đủ kia, bù đắp qua bù đắp lại. Làm khi thiếu tiền điện người ta hối quá, mượn tiền người ta đóng. Mấy em trai em có hay về không? Dạ ở bên đó luôn. Ở đâu xa không? Ở Cần Giờ. Cần Giờ. Ừ. Rồi lâu lâu mới về phải không? Dạ. Em đá đông đưa không, đưa cái chân nữa kìa. Đo anh Phú đo thử cái chân dưới đụng đất là khoảng bao nhiêu mét, bao nhiêu tấc? Hai tấc không? Gần hai tấc. Gần hai tấc ha. Cái ngón tay. Ngón tay của em không? Mềm lắm. Mềm ha. Mềm mịn. Con gái anh ơi, anh gọi đi. 27 tuổi xuân xanh đó mà anh vô anh sợ anh mó đó. Ở đó giờ có ai mà sợ giống vậy không? Dạ anh Thú rồi. Thú thằng này là chú. Dạ.
ví dụ như bây giờ mình suy nghĩ vui vui thôi nha. Dạ. Ví dụ em có người yêu á nha. Dạ. Rồi em thích người yêu dẫn đi đâu? Em không biết. Không biết. Đi ăn chè nè. Đi ăn chè, trà sữa, uống cà phê. Đó giờ em có uống trà sữa không? Dạ có. Mấy cô mấy dì ở xóm cho. Kim Cương chắc được mấy cô mấy bác là thương lắm phải không? Dạ có. Mà anh hỏi thật nè, dạ. Ở xóm mình có ai mà giống như là có để ý em không? Dạ không. Không luôn. Người ta già hết. Có nghĩa là xóm là người ta lớn tuổi hết rồi. Ta lớn tuổi. Thanh niên đi hết hả? Dạ, thanh niên trai tráng người ta cứ vợ hết. Đi làm hết rồi. Dạ. Dạ ở đây không có ai mà trai hết. Tên là bốn mấy hàng năm mấy không à. Dạ có gia đình hết, đâu dám gì đâu. Không dám mơ ước ha. Dạ không dám mơ ước. Hồi nãy thấy có người trai đây nè. Dạ cái đó là anh hàng xóm cái bơ. Anh hàng xóm à? Dạ. Anh hàng xóm mà nó yêu cũng được vậy. Dạ không. Sao vậy? Không dám bới phải không? Không dám. Anh đẹp trai quá ha. Cái đó giờ mình đi chơi ở đâu xa không? Dạ không, con qua sông. Qua sông. Qua đâu? Dạ qua nhà bác. Là mình lội vô bển hay là mình bơi? Dạ đi qua cầu. Con không biết bơi đâu. Đi bộ qua ngoài hả? Dạ. Đó giờ là mình đi xa nhất là đi ra tới đâu? Dạ đi qua bên tới nhà bác là về. Dạ. Bây giờ là sở trường là mình nấu ăn. Dạ. À, nấu món gì? Dạ chiên ảo không biết nó. Chiên gì? Chiên trứng. Trứng chiên. Trứng chiên. Là ngon xíu dách luôn không? Dạ. Bữa nào chiên cho anh ăn nha. Dạ. Ha. Dạ. Nếu mà có mấy anh ở đây đăng tải dạ. Video lên, nếu mà có một cái người nào giống như là hòa hợp với em á, giống dạ. Là thích em á, có dạ. Thể là đến đây tìm hiểu với em. Dạ. Ha. Dạ. À, nếu mà về chung một gia đình hợp rồi, về chung gia đình á, cứ việc nội trợ là để em lo, đúng không? Còn mấy anh là cứ việc là kiếm tiền cho em thôi, dạ. Đúng không? Dạ. À, nói chung là 27 rồi, cái gọi là vẫn còn ấy đó, còn nguyên phòng á. Tại vì anh thấy trên mạng rất là nhiều có dạ. Trường hợp là một người như em vậy đó nhưng dạ. Mà lấy một người chồng rất cao ráo đàng hoàng dạ. Nha chứ không phải là cũng như là ba em vậy, là ba em 1m2 đúng không? Dạ. Là lấy mẹ em là 1m mấy, 1m5. Dạ. Nó nói chung là duyên nợ đến á, mình dạ. Khi mà đến rồi em giờ em từ chối cũng không được nữa. Dạ. Ừ. Bữa nào gặp anh nào đẹp trai tỏ tình luôn đi. Không dám, người ta không dám tiến tới. Lại là tình chưa? Lại là ví dụ như thấy cái anh đẹp trai, mắc mắc lại hỏi. Mà nhưng mà con trai người ta không thích mình. Không, ý anh chỉ cho. Thấy không? Ê, anh ngồi xuống hỏi anh gì? Ê, tao thích mày đó. Okay, cưới tao đi. Chịu không tao cưới đi. Dạ không, người ta gia đình ta có nề nếp đàng hoàng chứ người ta sợ mình lùng rồi người ta ra ngoài ta nói này kia nọ, nó nói sao anh cao quá mà lấy nhỏ này lùng. Mày có làm ăn gì được với nhau đâu. Nói chung là làm ăn là gì? Ấy là đi làm á, tiền đồ kia nọ. Cứ hỏi sao mày không lấy vợ cao mà mày lấy vợ thấp. Có như anh nghiệp được không? Tao nghiệp Cương ghê ha. Dạ. Xíu đi, xíu mình ra mình đo ăn phát. Dạ. Cương á là kiểu giống dạ. Như hơi mặc cảm á. Hơi dạ. Mặc cảm về cái ở ngoại hình của mình. À, cho nên e dè mấy chuyện mà dạ. Bạn bè. Dạ. Thì mình chia sẻ video thì thật ra mình mấy anh em ở đây chỉ hỏi vui thôi để cho dạ. Cái video nó phong phú một xíu chứ không dạ. Phải là cố tình mà đưa chọc ghẹo hay gì nọ hay một con hết. Dạ. Nhưng mà biết đâu mình chia sẻ những đoạn video này lên là gặp duyên hữu duyên thì gặp ai đó dạ. Cương thì giúp đỡ Cương nhiều, giúp đỡ Cương và có thể lo cho Cương về cuộc sống sau này, giúp đỡ Cương vượt qua khó khăn bể khổ. Phải khổ. Biết luôn, dạ. Biết khổ luôn. Mà cho anh hỏi về vấn đề riêng tư một tí xíu được không? Dạ, được. Thì trong cái cuộc sống á, và lúc trước em đi học rồi lớn lên á, thì bạn bè em có giống như là châm biếm em hay là chọc ghẹo hơn này nọ không? Dạ, cái đó thì không. Không ha. Dạ. Rồi mấy bạn có chọc ghẹo mình như vậy thế kia, ba mình như vậy không? Dạ, cũng... cũng có vài đứa, cũng có vài bạn mà cô nhắc nhở nói đừng có ghẹo bạn, tại vì bạn lùn giống ba. Rồi em lúc đó em có buồn không? Dạ cũng tủi thân, tủi thân rơi nước mắt trong người thôi chứ giờ chẳng lẽ con giờ
cái lợn da với bạn. Rồi lúc đó đó là em đi qua ngoài đường đó thì người ta có nhìn những cái cặp mắt ta nhìn em á, cái khi dạ. những người ta làm ta cười em á dạ. thì em có giống như tủi thân mình khóc. Dạ có. Thôi vậy đó ha. Dạ, người ta cao quá cho mình đùng quá. Ờ khi mà mình đi ra ngoài đường đó thì gặp những người mà trung bình người hoặc là cao hơn đó, mình đi cạnh người đó là mình các cũng thấy cũng ấy lắm ha. Dạ buồn. Ừ, tại vì cái số phận của mình nó dạ. như vậy rồi. Dạ. Nhưng mà em mình đừng có buồn nữa. Dạ. Thật sự đó là mình đừng buồn nữa. Tại dạ. vì mình sinh ra là có ngoại hình đó dạ. của mình trời trao cho mình, ba dạ. mẹ tạo cho mình, thì mình phải dạ. tự tin lên dạ. mình phải tự tin lên, mình phải tôn trọng trong cuộc dạ. sống của mình. Đấy không? Người ta cao nhưng mà chưa chắc người ta đã bằng mình. Dạ. Đấy không? Mình có những cái cơ hội và có những cái công việc mình làm dạ. giỏi hơn dạ. người ta, không phải là ai cao cũng là làm giỏi, ai dạ. ai có công việc gì. Mình nhiều khi mình có những cái tài năng khác dạ. giống như em hát á dạ. giờ hát thử một bài đây. Rồi hát thử em bài không á, thuộc bài. Bây giờ anh chỉ em nè, em biết có hát bản mà khóc cho người đi không? Dạ không. Ờ mà chưa có hồi đó giờ chưa có nhiều quên. Cái bản nào em ưng ý nhất đó? Có điện thoại thì em ca được mà không có thì em không thuộc. À, dạ. Không, bây giờ ca khúc thôi. Bây giờ có thuộc bài nào hát cho tặng một người xem video này, tặng khán giả xem video này. Nhảy biết múa không? Dạ yeah. Chung là em không nhớ lời. Dạ yeah. Tại vì hôm nay xuống bất ngờ nên yeah. chưa chuẩn bị phải không? Dạ yeah. Em ca thì được mà phải có cái gì đó em mới động lực lên. Có nghĩa là nhạc trống rồi ha. Không máy cái bên hả? Không phải điện thoại hay gì đó. Không, em cái máy anh nói nè ca. Bây giờ cái em thuộc bài nào anh bắt điện thoại cho em hát. Ừ. Nhìn lời thôi. Không mở nhạc nha. Tại vì giờ dạ. dính bản quyền dạ. cái chữ nó chạy ra em mới hát không? Dạ được. À dạ, bài nào? Hay dạ, về dạ. đấy bên nhau. Dạ giọng cổ. Giọng cổ luôn dạ. Wow hay à, hay à. Bây giờ hát giọng cổ gì nè? À giọng Kim Lan. Giọng Kim Lan. Hát giọng Kim Lan thôi chứ đừng Thú ngồi gần gần giọng hồi giọng Thú. Đông nữ hả? Dạ. Coi ra, coi lên bác rồi.